Tiểu thuyết Đoạn đường để nhớ, tác giả Nicholas Sparks. Trong vở kịch, Tom Thornton vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần. Điều này lý giải vì sao ông đi khắp nơi giúp đỡ cô chia sẻ Giáng sinh với những người kém may mắn hơn. Cô đẹp quá, là những từ đầu tiên thốt ra khỏi miệng Tom. Và tôi cũng được kỳ vọng nói những từ đó như thể xuất phát từ tận đáy lòng mình. Đây là giây phút quyết định trong toàn bộ vở kịch. Nó thiết lập giọng điệu cho toàn bộ những gì xảy ra sau đó. Tuy nhiên, vấn đề là tôi vẫn chưa diễn được đoạn thoại này. Dĩ nhiên, tôi đã nói những từ này rồi, nhưng chúng không vang lên một cách thuyết phục. Có lẽ bởi tôi nói những từ đó giống như bất kỳ ai sẽ nói khi nhìn thấy Jimmy, ngoại trừ Hepburn. Đó là cảnh duy nhất cô Garber chưa bao giờ nói từ tuyệt hảo. Vì thế, tôi hồi hộp về cảnh đó. Tôi cứ cố tưởng tượng ra một ai khác giống thiên thần để có thể diễn cho được. Nhưng với tất cả những thứ khác, tôi đang cố gắng tập trung vào. Việc đó cứ trôi đi trong một mớ lộn xộn. Cuối cùng, khi màn kéo lên, Jimmy vẫn ở trong phòng thay đồ. Tôi không nhìn thấy con bé trước đó, nhưng thế cũng chẳng sao. Dù gì, vài cảnh đầu cũng không có con bé mà chủ yếu là về Tom Thornton và mối quan hệ của ông với cô con gái. Tôi nghĩ mình sẽ không quá hồi hộp khi bước ra sân khấu vì đã tập rất nhiều, nhưng tôi vẫn sốc khi điều đó thực sự xảy ra. Nhà hát chật cứng, người ta phải kê thêm hai hàng ghế ở phía sau như cô Garber dự đoán. Bình thường, nhà hát có 400 chỗ, nhưng nhờ kê thêm ghế nên ít nhất thêm 50 người nữa có chỗ ngồi. Chưa hết, người ta còn đứng dựa vào tường, chật như nêm. Mọi người tuyệt đối im lặng khi tôi bước ra sân khấu. Tôi nhận thấy khán giả chủ yếu là những quý bà già cả thuộc nhóm tóc bạc, những người chơi bingo và uống nước cà chua pha vodka vào bữa lửng ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, tôi có thể thấy Eric với bọn bạn tôi đang ngồi hàng gần cuối. Thật hết sức đáng sợ khi đứng trước ngần này người và tất cả đều đang chờ mình nói điều gì đó, nếu bạn hiểu ý tôi. Vì thế, tôi cố gắng không nghĩ về khán giả khi tôi diễn những cảnh đầu tiên của vở kịch. Sally, kỳ quan một mắt, đóng vai con gái tôi. Nhân tiện nói luôn, nó được nhận vai này vì nó khá nhỏ người và chúng tôi diễn xong mấy cảnh như đã tập. Mặc dù không xuất sắc hay ghê gớm gì nhưng không đứa nào quên thoại. Lúc hạ màn chuẩn bị cho hồi 2, bọn tôi phải nhanh chóng sắp xếp lại đạo cụ. Lần này, tất cả mọi người đều hăng hái bắt tay vào việc, và các ngón tay của tôi thoát khỏi việc bị thương do tôi tránh thằng Eddie bằng mọi giá. Tôi vẫn chưa nhìn thấy Jimmy. Tôi đoán con bé được miễn di chuyển đạo cụ vì phục trang của nó được làm từ chất liệu nhẹ nên sẽ rách nếu bị mắc vào đinh. Nhưng vì phải luôn chân luôn tay nên tôi cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ về con bé. Chưa gì thì màn đã kéo lên và tôi lại trở lại thế giới của Hepburn Sullivan. Dạo bước qua các cửa hàng, nhìn vào cửa kính, tìm chiếc hộp nhạc đứa con gái mong ngóng cho Giáng sinh. Tôi quay lưng về phía Jimmy, nhưng vẫn nghe thấy khán giả đồng loạt nín thở khi con bé xuất hiện trên sân khấu. Tôi tưởng trước đó đã là im lặng lắm rồi, nhưng lúc này nhà hát mới gọi là lặng như tờ. Ngay lúc đó, qua khóe mắt, tôi thoáng thấy hàm Hepburn run run nơi cánh gà. Tôi chuẩn bị tinh thần để quay lại, và cuối cùng khi quay lại, tôi mới hiểu điều gì gây ra sự im lặng đó. Lần đầu tiên, kể từ khi tôi biết con bé, mái tóc màu mật ong của nó không bị quấn chặt thành búi. Thay vào đó, tóc nó buông nhẹ, chạm tới phía dưới xương bả vai, dài hơn tôi tưởng tượng. Dải kim tuyến trên tóc con bé bắt ánh đèn sân khấu, lấp lánh như một quầng sáng pha lê. Cùng với chiếc đầm trắng mềm dụ được cắt may vừa khéo, cảm giác thật vô cùng kinh ngạc khi nhìn ngắm con bé. Con bé không hề giống như đứa con gái đã lớn lên cùng tôi, cũng không giống đứa con gái tôi biết mới đây. Con bé còn trang điểm nữa, không nhiều, nhưng đủ để làm nổi bật các đường nét mềm mại của nó. Con bé khẽ cười, như thể đang nắm giữ nơi trái tim một bí mật. Như thể vai diễn này chỉ dành riêng cho nó. Con bé thực sự giống một thiên thần. Tôi biết, mình cứ há hốc mồm mà đứng đó nhìn con bé một lúc lâu, sốc đến nỗi
không nói nên lời, cho đến khi đột ngột nhớ ra tôi có lời thoại phải nói. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói lời thoại của mình. Cô đẹp quá. Cuối cùng tôi nói với con bé, và tôi nghĩ tất cả mọi người trong nhà hát, từ các quý bà tóc bạc ngồi đằng trước, cho tới bọn bạn ngồi phía sau, đều biết rằng tôi thực lòng. Tôi nói lời thoại đó thành công lần đầu tiên. Giờ đây, 40 năm sau, tôi vẫn nhớ được tất cả mọi chi tiết trong ngày đó. Tôi có thể già đi và khôn ngoan hơn. Tôi có thể đã sống cuộc sống khác sau ngày đó. Nhưng tôi biết rằng, cuối cùng, khi tôi rời xa thế giới này, những kỷ niệm ngày ấy sẽ là những hình ảnh cuối cùng trôi qua trong tâm trí tôi. Tôi vẫn yêu nàng, bạn thấy đấy. Và tôi sẽ chẳng bao giờ tháo bỏ chiếc nhẫn của mình. Trong chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ muốn làm thế. Tôi thở thật sâu, hít hà không khí trong lành của mùa xuân. Dù Beaufort thay đổi và tôi cũng thay đổi, nhưng bầu không khí ở nơi đây vẫn vậy. Vẫn là không khí của tuổi thơ tôi, không khí của năm tôi 17 tuổi. Và cuối cùng thở ra, tôi đã 57 tuổi rồi. Như thế cũng chẳng sao. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lên trời, biết rằng có một điều tôi vẫn chưa nói với bạn. Xin thưa, giờ thì tôi tin rằng những điều kỳ diệu có thể xảy ra.